và các bạn thân mến, hôm nay cái mình làm trứng cút lộn xào me. Mình nghe nói thế này ăn ngon lắm, mình làm thử chứ nào giờ mình chưa ăn lần nào hết. Mời các anh chị và các bạn cùng làm với mình nha. Giờ mình làm trứng cút xào me thì mình có trứng cút, đây cái trứng cút lộn. Mình làm 50 quả trứng cút lộn, 50 hộp. Rồi này me, cái này bột, rồi này rau răm, rồi tỏi, ớt, hành tím, gừng. Mình làm có nhiêu đó, điềm, đường, vậy thôi, chứ có nhiều gì, chứ không có gì nữa. Giờ mình bỏ vô đây mình lột. Mình bỏ trứng cút vô nồi mình lột. Bỏ nhẹ nhẹ để hơi nó bể. Nó bể cái nó chảy nước ra. Trứng cút lộn mà. Trứng cút lộn. Khác nè, có bị dập á, mình mua về nó bị dập à. Nó bể. Rồi giờ mình bắt lên mình lột nha các anh chị. Cái thời gian mình lột cái trứng cút á, cái giờ mình làm cái nước me này. Cái nước me này mình tốt ra đây đặng mình dầm cho nó ra cái nước. Này chắc mình lên làm nước nóng quá. Làm nước nóng nha, cho nó tan ra, tan ra chứ. Mình làm mình lót cái nước nóng đi. Cho đường nó tan ra các bạn. Cho đường nó tan ra cho nó ngọt. Mình cho vô đây miếng hạt nêm luôn. Nhưng hồi me tan rồi cái hạt nêm tan, đường tan ra luôn. Chút xíu nữa cái nó nóng gì nè, chút xíu me nó nở nó tan ra ngon đó. Gừng sắp sợi sợi ra. Sắp sợi sợi nhiễm ra cái gì. Nhưng mà mình để lên này ăn cho nó thơm gừng nó ngon. Chiều này nắng nó cháy giật, nắng vô. Nắng cái bếp nó bụi cháy dữ á. Dễ cháy nè. Cho mùa mưa chậm. Cho mùa mưa chậm tay ơi. Chậm ui ui khói thôi. Ớt luôn mẹ. Làm ớt. Cay, siêu cay. Ăn gì vừa chứ để cay quá ăn cũng không nổi. Có nhiều cái hành tỏi này ăn thơm mới ngon. Nó ít quá mình ăn cũng không ngon. Đẹp siêu cay. Đây, con tỏi đây nữa nè. Này, thấy rồi hả? Ừ. Rất cay mẹ. Rất hay đi, định đi luôn. Sắc ớt nè, sắc hết cái ớt này thôi chứ nhiều ớt quá sợ nó cay nè. Rồi làm rồi còn sớm mẹ đi bán vịt. Bán vịt nữa ha, vịt con ha. Không, ổ vịt quá trời luôn, nổi được có 10 con vậy bác. Gia tận nơi hả? Gia tận nơi. Rồi giờ đem chế biến nước này luôn chứ gì nữa. Chế vậy làm này nè. Để nhà cho tan ra nè, cái mình đi lọt trứng cút. Cút chín mình lọt. Mình để vô đây tí xíu bột luôn nha Phan. Mình để vô để hồi cho cái nước mình nó sạch sạch lại. Để vì cái nước mình không the nó không sạch.
cái giờ mình với con bé lặt rau răm. Rau răm này hồi mình ăn vô cho nó thơm nó ngon nữa. Bé ăn rau răm được không con? Được chứ. Thèm bánh ăn trộn, thấy rau răm thèm bánh ăn trộn sao trường quá. Ở tỉnh ngày nào cũng trộn. Cái này ăn với hột vịt lộn nè. Hột vịt lộn cũng ngon nữa. Ủa cái này mình làm hồi mình có chấm gì không mẹ? Đây hả? Không có cái nước này nè. Rồi mình làm xong rồi mình để vô mình ăn chứ mình đâu chấm gì. Con chịu ăn cay ha, ăn cay. Ăn cay thì mới ớt thêm. Ăn siêu cay vậy? Ăn siêu cay vậy? Ăn cay được kiện hồi nữa. Cái thằng Nhi nó ăn không được á. Họ có thằng Nhi với thằng Nguyên nó ăn nữa. Nó ăn không được á. Siêu cay. Thôi để kế bên cái bình nước đá. Ăn thì uống vừa. Thì ăn rồi uống vô chứ không cay. Vì ăn ngậm cũng đá. Vừa ăn gì ngậm cũng đá cho nó không cay. Cái để nó cay. Rau găm này cái mùa mà nước không mặn á, bạn mình tầm dễ tầm dữ lắm. Mình tầm chút xíu là mình cắt nó có vài bữa lại thấy nó nhảy ra nhiều dữ lắm nhiều. Cái này mua nó cũng được ngon, nó bị chín mà. Còn cái nước mặn này là nó dễ chết vậy đó. Nước mà mặn lên là rau găm chết tước. Rau ôm rau găm chết tước. Cái rau ôm rau găm này nó không có chịu nước mặn. Mình chín rồi đó bà ơi. Khúc của mình chín rồi, cái giờ mình vớt ra. Mình để vô trong cái thau nước nguội nè. Mình cho nó nguội dễ lọc. Để nó nóng quá mình lọc không được. 50 tấn cúc mà nhìn coi cũng đâu nhiều không mẹ? Cũng đâu nhiều, để tính cái cúc mà. Cái 50 hột vịt nhiều dữ lắm à. 50 cái hột vịt nhiều hơn 50 cái hột gà. 50 hột gà nhiều hơn 50 cái tấn cúc. Tại tính nhỏ 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 mà. Trứng hả? Hay trứng luôn. Rồi, hết rồi. Mình lột, mình để trong đây nó hơi nguội rồi nè các bạn. Cái mình nè. Cái mình lột kê vô đây để thôi nó chảy cái nước ra. Có nước là mình lấy lại cái nước nè, nước nó nhiễu nhiễu ra. Lột nhẹ nhẹ nha bé. Nhẹ để chảy cái nước ra. Rồi chảy nước ra mình kê vô tô cho nó rớt vô tô. Rồi đó, mình tính nè. Coi chưa được cái nào thôi. Nó bị gời ra. Lọc nhẹ, đừng có cho gời ra. Mình lọc nhẹ tay thôi. Để nó hợp cái mình gời ra. Cái gời ra thôi. Lọc nhẹ thiệt nhẹ. Nè. Mẹ bỏ dở ở đâu ạ? Bỏ đại vô tấm phao đó luôn. Đến hồi mình ấy. Nè. Đó. Cái của mẹ lọc đâu rồi? Nào lọc tính cúc bị lộn luôn á, chứ bình thường là tính cúc kia không à. Tính cúc lạc hay tính cúc lẹt. Cái nước cái mình tốt cái nước bây giờ. Ôi không gời nè. À, thấy chưa, là còn nguyên hả, đâu có lại. Giấy dầu vô cái mình phi hành tỏi gừng chả ngon nha các bạn. Thì cái mình chế cái nước này vô cho nó thấm thấm rồi mình phi đều cái này lên cái cho nó vàng, cho nó vàng nó con vịt này nó làm gì mà la dữ rồi ta. Nó thơm quá, nghe được con kêu la quá trời rồi. Mình phi cái này vàng rồi cái mình đổ cái nước me vô. Đổ được chưa mẹ? Nó hơi vàng vàng mình đổ cũng được. Chứ rồi để cho vàng thơm mới được. Dạ chưa? Cho nó vàng thơm mới ngon chứ. Không được gì hết đâu hả? Giờ mình đổ cái nước me này vô nè. Quậy
phải cho sôi lên này mới đổ nước cốt vô mẹ. Sạch hả mẹ? Đổ thêm cốt vô được chưa mẹ? Giờ đổ vô được kìa. Ra. Đổ vô được. Mình thấy nhẹ thôi. Mình nhẹ tay để thôi nó vụt ra. Nhẹ tay cho nó sạch. Xong hả mẹ? Xong rồi chín nha, nhắc xuống. Để em chảo luôn. Chảo để em chảo ăn luôn. Rồi mình để vô găm vô. Này là có đậu phộng nó ngon dữ lắm ạ. À. Nhìn coi hấp dẫn này đó. Bưng ra ăn được mẹ. Rồi bưng ra ăn được ạ. Rồi cái món của mình xong rồi nè các bạn. Đây. Rồi món tấn cút hầu meo của mình xong xuôi rồi hết đó các bạn. Mời tất cả các anh chị và các bạn nha. Rồi anh múc ra. Rồi thằng ấy nó bưng ra đi. Bỏ qua cái muỗng đưa. Nè đẹp của nghi tước nè. Rồi đưa nó muỗng không? Đi. Đưa muỗng hết đây. Đưa muỗng hết. Rồi chém tiếp theo. Chém tiếp theo đâu? Nè. Chưa. Không. Rồi, đây để bỏ qua cái đó. Bỏ nước chưa? Ừ. Rồi, chén tiếp theo đâu? Ngồi đây ăn, ngồi đây ăn, ngồi ngay đó ăn. Ngồi đó ăn, ngồi nè. Ừ, ăn đi, con ăn đi. Rồi, chén tiếp theo đâu? Đây. Nóng quá. Nóng độc nè. Rồi mình ăn đi Nguyên, ăn đi nghe, ăn ngon nghe. Ngon không? Còn chén nữa. Ừ. Vậy con nè, nguyên bỏ chén này qua. Lần đầu được ăn món ngon. Được chén này để đâu? Lần đầu được ăn ngon hả? Để con cầm. Ừ. Rồi. Bỏ chén này. Chén này nè. Đây, cái muỗng trong đó kìa. Bỏ chén này. Hả? Chén này. Đó hả? Ừ. Muỗng kìa. Đây cầm luôn. Dạ đây muỗng. Để đậy đó kìa. Rồi, đại đất cơ chứ yên thôi vậy. Món này kêu món gì? À, tính cút lộn xào me. Để ăn thấy ngon không? Vừa ăn ngon không? Ngon, ngon. Ngon á. Còn nấm. Ừ. Ngon không Nguyên? Thì ngon. Ừ, ngon đó. Cha là người ăn hả cha? Cha ừ. Ngon. Ừ. Ngon chả? Ngon. Ngon vậy? Ngon. Lần đầu được ăn luôn. Lần đầu được ăn luôn hả? Múc ầm lên coi. Ầm. Ăn ngon không Nguyên? Ngon. Ủa, ăn cái này chà me vừa không? Chua không Nguyên? Ngọt ngọt chua chua. Cay không? Hơi cay. Hả? Hơi cay hả Nghi? Cái nãy làm siêu cay ha. Mở là như đấu quả đá còn siêu cay. Cái này có rau găm phải không? Cái này rau găm hả? Giờ múc tầng 2 nha. Ngon lắm hả Nghi? Dạ. Dứt hết vô luôn. Ngon quá thằng con. Nào giờ mới ăn lần đầu tiên. Ngon thiệt là ngon luôn. Ngon. Này có đám tiệc gì mình làm ha, có khách hứa lại mình làm này ăn chắc ngon dữ lắm, nó lạ miệng nữa. Ăn ngon hơn. Thằng Nghi ăn kìa. Nãy giờ múc mấy lần rồi Nghi? Ăn nhiều dữ lắm rồi.
nó ăn ngon quá, này ngon luôn, nó ảo rồi. Đâu mấy lần nghe nghe? Ba lần. Ba lần rồi hả? Ngon quá trời luôn. Ăn cái cọng rau găm nó cay cay, rồi cái nó thơm thơm, còn cái trứng cút này nó béo béo, rồi nó ngọt ngọt nữa. Còn me, vị me thì nó hơi chua chua, rồi đường nó hơi ngọt ngọt, ớt cay cay. Cái mùi thơm của hành, gừng, tỏi thơm thiệt là thơm, ngon thiệt là ngon luôn các bạn ơi. Nó có nhiều cái gia vị trong đây, mỗi cái gia vị nó có cái mùi thơm, cái vị chua, vị cay, vị ngọt khác nhau. Ăn ngon dữ lắm. Ăn ngon mai mốt làm nữa hả Ngày? Dạ. Nguyên ngon không Nguyên? Cái vị cay của gừng á, ăn nó ngon dữ lắm các bạn. Béo của trứng lộn của trứng cút. Trứng cút lộn. Ăn cay cay, rau găm ăn cay cay nó ngon, thiệt là ngon luôn. Nhất là ăn cái trứng này. Ăn cái trứng này vô, nó thiệt là ngon luôn. Nè, để cho con Nguyên cái. Nguyên, Nguyên, Nguyên hả? Nguyên. No chưa Nghi? Chưa. Chưa nữa hả? Mình ra vườn mình ngồi mình ăn mát. Ngon quá. Ta cho nè. Ngon quá. Hết luôn. Ngon. Ngọt không? Cay cay chua chua. Ta gọi là chua ngọt. Chua ngọt đậu me. Ăn cái miếng tỏi. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã bỏ thời gian ra xem video của mình. Mình mời các anh chị và các bạn xem tiếp video mới của mình và nhấn nút đăng ký ủng hộ giùm mình. Và mình xin cảm ơn. Và giờ bây giờ mình xin chào tạm biệt. Và hẹn gặp lại. Xin chào.